xin chào anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. À, tối nay trong có một số công việc nên mình không có livestream được nên xin phép gửi đến anh chị một cái video phân tích về thị trường, đánh giá về xu hướng ở tuần tiếp theo để mọi người có thể chủ động theo dõi à, và đưa ra cái giải pháp phù hợp, cái chiến lược phù hợp đối với danh mục của mình đang nắm giữ cũng như là các cổ phiếu đang quan tâm nhé. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị mình đến với kênh thì mọi người có thể dành ra vài giây mình nhấn vào cái nút đăng ký kênh của em để ủng hộ em về mặt tinh thần và mọi người thấy cái video bổ ích thì tặng cho em một like nhé để giúp cho kênh của em đang ngày một phát triển hơn. Còn trong phiên thì nếu như mọi người muốn nhận được những cái sự hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn về cổ phiếu, những cái góc nhìn về thị trường hay là cập nhật về các cái mã cổ phiếu tiềm năng thì mọi người có thể tham gia vào cộng đồng tư vấn miễn phí của em nhé. Một cộng đồng tư vấn miễn phí với rất nhiều anh chị nhà tôi trong này thì trong phiên chúng ta có thể cùng nhau trao đổi với nhau các thông tin, các vấn đề về cổ phiếu vân vân. để cách thức tham gia thì em sẽ để ở bên dưới phần mô tả của mỗi video. Đây anh chị đây ở dưới phần mô tả mỗi video em đều để lại cái cách thức tham gia cộng đồng tư vấn nè ghim dưới phần comment hoặc là anh chị nào muốn hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn về danh mục về cổ phiếu thì mọi người có thể tham gia à, mọi người có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại bên dưới nha đấy cái nội dung bộ của cái video hôm nay thì phần đầu em sẽ dành thời gian để review qua về thị trường cũng như là đánh giá xu hướng tiếp theo rồi sau khi đánh giá về bức tranh tổng thể thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phân tích một vài cái nhóm ngành chủ đạo à, tất nhiên một cái video thì nó không đủ đủ thời lượng để em đánh giá được hết những cái cổ phiếu anh chị quan tâm do đó thì nếu như trong video các cái cổ phiếu nào mà em của anh chị quan tâm mà em chưa đề cập đến thì anh chị có thể comment bên dưới nha rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận về thị trường qua cái phiên cuối tuần vừa rồi cũng như là cái tuần giao dịch vừa rồi luôn mình thấy chỉ số viên đất khép lại cái phiên giao dịch cuối tuần trong một cái trạng thái rất là ảm đạm phần lớn thời gian giao dịch thì chỉ số tiếp tục giằng co quanh tham chiếu trước khi ca được bán cuối ngày nó gia tăng nó khiến cho viên đất đã, đã nới rộng cái biên độ giảm mất 6,34 điểm là khoảng 0,6% xuống 1.042,91 điểm anh chị và thanh khoản thanh khoản của phiên thứ sáu thì đã đạt giá trị giao dịch là khoảng gần 10.000 tỷ đồng nó tăng khoảng 6% so với phiên trước nhưng mà vẫn ở cái ngưỡng tương đối thấp và một cái ngưỡng là thấp hơn trung bình 20 ngày. Xét về độ rộng thị trường thì mặc dù chỉ giảm có 6 điểm thôi nhưng mà độ rộng thị trường nó nghiêng hoàn toàn về phê bán với gần 600 mã giảm, nó áp đảo hoàn toàn so với 350 cổ phiếu tăng nha anh chị ở nhóm cổ phiếu vốn hai lớn nhất thị trường là nhóm vn 30 mình thấy chỉ còn có 5 cổ phiếu tăng thôi đến năm cổ phiếu tăng mà biên độ tăng nó cũng khá là kim tốn ngoại trừ SSI tăng hơn 2% thì các cổ phiếu còn lại nó tăng rất là khoảng 0 x phần trăm thôi trong khi đó thì ở chiều giảm điểm thì mình có khá là nhiều cái tên giảm tương đối ví dụ như Novaland BDR, MWG, PO, HD Bank, Masan, Vietjet là những cái cổ phiếu mà giảm hơn 2% và gây một cái sức ép tương đối lên thị trường khi mà VN30 nó giảm hơn 7 điểm anh chị. Còn nếu như mà xét theo độ rộng các nhóm ngành, đây là cái bảng mà thống kê sơ bộ về các cái vận động các nhóm ngành ở phiên cuối tuần vừa rồi, mình thấy hầu hết hầu hết các nhóm cổ phiếu giảm điểm. Cái sắc xanh nó chỉ tập trung ở một vài cái đống nhỏ thôi, ví dụ như nhóm chứng khoán Mặc dù thị trường hôm thứ sáu vừa rồi khá là rung lắc nhưng mà nhóm chứng khoán lại trở thành một cái nhóm tăng rất là tốt. Ở trung bình thì tăng đâu đó là khoảng hơn 2% và cụ thể thì cái cái gọi là cái diễn biến tích cực hơn nó thuộc ở những cái nhóm những cái cổ phiếu vừa và nhỏ ví dụ như VDS, AGR, ORS, VIG MBS là những cái cổ phiếu mà tăng biên độ tốt trong khi đó những cái cổ phiếu đầu ngành thì nó tăng cái biên độ nó khiêm tốn hơn ngoại trừ SSI thì có cái số liệu báo cáo tài chính quý 1 nó tích cực thì nó tạo cái sức hút cho dòng tiền giúp cho cổ phiếu trong có những thời điểm trong phiên thì tăng khoảng hơn là 4% nhưng mà về cuối phiên thì cũng đã hạ nhiệt dần đấy ngoài nhóm cổ phiếu uh, chứng khoán ra thì mình có một vài cái nhóm ngành khác ví dụ như dược phẩm dược phẩm và mía đường là hai cái nhóm mà có nhiều cổ phiếu tăng tốt ví dụ như mía đường thì có sbt lss tăng trần nè rồi dược phẩm thì có những con như là dhg thậm chí đã nằm trong top các cổ phiếu đóng góp tích cực cho thị trường luôn chị đó là ba cái nhóm ngành hiếm hoi mà đi ngược với thị trường và có cái biên độ tăng rất là tốt phần còn lại thì như chứng khoán à, xin lỗi thì như ngân hàng bất động sản nè đầu tư công rồi thép rồi à, bán lẻ rồi thủy sản v vân hầu như các nhóm ngành còn lại thì nó đều chìm trong sắc đỏ à, cái số mẹ giảm nó chiếm ưu thế hơn và cái biên độ nó khá là rằng co ví dụ như nhóm bất động sản thì mặc dù phiên chiều có những thời điểm cũng cố gắng nỗ lực nỗ lực bật lên nhưng sau đó thì cũng quay đầu giảm điểm ở phần lớn các cổ phiếu chỉ còn lại một vài cái tên thôi một vài cái tên nhưng mà nếu như anh chị theo dõi trong phiên á, thì rõ ràng cái biên độ tăng nó cũng đã hạ nhiệt dần rồi để cái trạng thái dòng tiền của hầu như cái tuần vừa rồi luôn là nó chỉ luân phiên ở một vài nhóm ngành nhỏ hơn Còn tổng thể lại thị trường mình nó vẫn thiếu đi nhóm ngành dẫn dắt và nó ở cái thế rằng co phân hóa dòng tiền à, còn về cái cơ cấu dòng tiền của các cái nhóm của những cái nhóm giao dịch trên thị trường thì khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi họ quay trở lại bán rồng cụ thể thì khối ngoại bán rồng 238,66 tỷ trên kênh giao dịch khớp lệnh và tâm điểm bán thì có SSI Vinamilk, Nam Long, KBC ở chiều ngược lại thì Hà Phát là cổ phiếu được khối ngoại gom trở lại. VPBank, SBT nhưng nhìn chung thì ở cái những cái giai đoạn mà thị trường nó nỗ lực phục hồi mà dường như là thiếu đi dòng tiền của khối ngoại thì nó cũng rất là khó khăn. Chị thấy không? Những giai đoạn mà khối ngoại họ quay đầu bán rồng thì nó cũng gây một cái sức ép tương đối lên thị trường, kể cả sức ép về dòng tiền và kể cả sức ép về tâm lý. Trong khi đó thì cá nhân bất ngờ quay lại mua rồng với giá trị tương đối lớn, cụ thể là khoảng 496,02 tỷ anh chị. Tự doanh bán ròng 54,18 tỷ và tổ trong nước thì bán ròng 203,17 tỷ. Đó là về cái cơ cấu dòng tiền. À, thì nhìn chung trong một cái bối cảnh mà thị trường nó ảm đạm, nó sung lắc mà dòng tiền cá nhân là dòng tiền mua chủ đạo thì nó cũng không không có tích cực thì vì dòng tiền cá nhân nó thiếu đi cái sự định hướng xuyên suốt và nó hơi hỗn loạn, nó rất là nó rất là dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, Để nên nếu như mà những cái giai đoạn mà rung lắc á, mà có dòng tiền từ từ tổ chức nó đỡ thì nó sẽ tích cực hơn. À, tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau phân tích về xu hướng kỹ thuật ở giai đoạn này à, về xu hướng kỹ thuật về vận động à, về cung cầu về giá của, của, của thị trường để mình có thể mình đưa ra cái kịch bản cho tuần mới tuần à, tuần mà cận kề trước lễ rồi tuần sau mình giao dịch tuần sau mình nghỉ lễ nha anh chị mình giao dịch hết thứ sáu thì mình sẽ bắt đầu nghỉ từ thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư rồi thứ năm mình mới giao dịch trở lại nhìn chung cũng là một cái kỳ nghỉ lễ nó tương đối dài ha thì như em nói lúc nãy thì viên đất của mình á nó đã trải qua một cái tuần giao dịch có thể nói là đầy rung lắc đầy rung lắc anh chị đây bắt đầu từ phiên ngày 17 tháng 4 và kết thúc là phiên ngày 21 tháng 4 hầu như phiên nào nó cũng diễn ra trong một cái trạng thái rung lắc à, và thanh khoản thì giảm mạnh đây thì nhìn ở khung tuần thì thanh khoản tuần này thì nó giảm nó sụt giảm trở lại dưới cái ngưỡng trung bình 20 ngày. Mặc dù là vẫn có điểm sáng tại một vài cái nhóm ngành đơn lẻ, ví dụ như có hôm thì thủy sản, có hôm thì dệt may, có hôm thì chứng khoán, có hôm thì dược phẩm vân vân. Nhưng mà nó chỉ là một vài cái đốm sáng nhỏ thôi. À, trong khi thị trường mình nó thiếu đi nhóm ngành dẫn dắt, cái áp lực điều chỉnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn nó đã khiến chỉ số kết thùng kết tuần à, xuống cái mức thấp nhất trong vòng 4 tuần trở lại gần đây từ cái tuần 27 tháng 3 đến thời điểm hiện tại thì đây là cái tuần mà có cái mức giá đóng cửa thấp nhất anh chị thấp nhất đó là ở khung đồ thị tuần có khung đồ thị ngày thì mình thấy hiện tại viên của chúng ta nó đã tiến sát về cái hỗ trợ mà mình kỳ vọng là quanh tầm 1040 đến 1050 thì cái mốc này em đã phân tích khá là nhiều trong những cái buổi livestream trước đó và trong những cái nhận định thị trường khi mà gửi đến anh chị thì mình cũng đề cập đến cái ngưỡng này và cái mình quan tâm là cái độ bật cái sức mạnh giá của thị trường Hay nói cách khác là cái độ đàn hồi Khi mà chỉ số nó tiến về qua 1040 Đến 1050 Tuy nhiên mình thấy là rõ ràng Cái điểm mà đáng chú ý nhất á, Là cho đến thời điểm hiện tại Mặc dù đã cận kề 1040 Hay nói cách khác là 1042,91 điểm rồi Nhưng mà thị trường mình Nó chưa xuất hiện một cái nhịp bán hoảng loạn Hay nói cách khác là một cái nhịp cao trào bán Để nó kích hoạt lực bán Và nó thay máu nhào tư Thị trường của mình thì nó đang vận động theo cái kiểu là giảm và đi ngang anh chị Giảm và đi ngang Giảm điểm nhưng mà tạo hy vọng cho nhà tôi nhiều hơn là một cái nhịp giảm mang tính là kích bán Cái rủi ro của việc đi ngang sau khi gãy thì trước đó chúng ta đã trao đổi rất rất là nhiều lần rồi Anh chị nào mà theo dõi live stream suốt của em, theo dõi những cái phân tích trước đó của em Thì mình nói đi nói lại là mình rất là e ngại cái tình huống là giảm so với đi ngang Cái việc mà đi ngang thì cho thấy là cung nó đã ngừng bán Đấy thứ nhất mình xác định rằng việc đi ngang là đầu tiên là cung Cung nó đã ngừng bán rồi, nhưng mà cầu ấy, lực cầu nó cũng chưa dám mua vào. Lực cầu rất là yếu ở một vùng mà cung ngừng bán mà cầu không vào thì đâu đẩy giá lên được đâu. Nó tạo ra một cái điểm đi ngang. Và cho đến thời điểm hiện tại, bắt đầu từ nhịp rơi ngày 6 tháng 4 cho đến thời điểm hiện tại thì viên đá của mình vẫn chưa tạo được đáy số 1 nha anh chị. Mình thực sự mình vẫn chưa tạo được một cái đáy số 1. Anh chị quay lại, quay lại trước đó chúng ta trao đổi rồi cái quá trình cân bằng cái quá trình mà cố gắng tạo đáy của thị trường á, cơ bản nó cần những yếu tố nào thứ nhất là dừng giảm đầu tiên phải ngừng giảm đầu tiên phải ngừng bán đã rồi thứ hai là một cái xuất hiện một cái nhịp hồ kỹ thuật ở nhịp hồ kỹ thuật thì độ đàn hồi càng cao nó sẽ càng tốt và sau cái nhịp hồ kỹ thuật này có thể là một quá trình đi ngang tích lũy lại hoặc là một cái nhịp reset để tạo đáy số 2 thì sau cái nhịp reset hoặc cái nhịp tích lũy lại, nếu như cái vận động cung cầu ổn thì sau đó nó xuất hiện cái nhịp tăng xác nhận thì thị trường mình nó sẽ bắt đầu nó tải được đấy và nó tiếp diễn được cái đà hồi. Và cái quá trình này nó không thể xong trong một đến hai phiên mà nó cần là một cái quá trình. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì mình thấy vẫn đang là đà giảm kéo dài. Mình chưa xuất hiện được một cái phiên bật kỹ thuật nào thành công cả. Để ví dụ như mình mình đối chiếu lại những giai đoạn trước đó đi ví dụ như giai đoạn mà gãy đợt tháng tháng 12 năm ngoái anh chị mình đã, mình cũng có một nhịp gãy tương đối mạnh và sau khi đi ngang này vùng này đi ngang thì coi như bỏ sau đó nó tiếp tục nó gãy một nhịp nữa thì sau cái nhịp bán cao trào ngày 26 tháng 12 thì phiên hôm sau nó ngay lập tức nó bật trở lại thì đây có thể xem như là cái phiên bật kỹ thuật đầu tiên thường phiên bật kỹ thuật thì khối lượng nó không cao nhưng mà cái biên độ tăng giá và cái sự đồng thuận trên thị trường nó sẽ cao tức là nhiều cổ phiếu tiến, này nhiều cổ phiếu phục hồi mạnh rồi sau cái phiên bật kỹ thuật này anh chị thấy nó cũng đâu nó cũng chưa vội tăng ngay mà nó tạo một cái vùng đi ngang hấp thụ đây có thể xem như là một nhịp tích lũy mang tính hấp thụ và phiên xác nhận là phiên ngày 3 tháng 1 nó xác nhận là đã tạo đáy thành công trong ngắn hạn và đã tiếp diễn đà tăng Đấy, anh chị thấy không? Đó, một cái quá trình nó như vậy, nó thường là nó sẽ bao gồm các cái 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 pha đó chứ mình cũng không thể bắt là thị trường hôm nay giảm ngày mai tạo đáy. Nó vô lý lắm. Đó là những cái nhịp mà mình thấy rằng uh, cổ phiếu nó giảm rồi nó nhúng lên thì thường mình đi qua đáy biết đáy chứ mình không thể đoán được. Thì cho đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa tạo được cái đáy số 1 nha anh chị. Vẫn chưa tạo được cái đáy số 1, vẫn chưa xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật mà nó vẫn mang tính chất là một cái pha giảm đi ngang, giảm đi ngang, giảm đi ngang. Đó. À, tuần sau, tuần sau là cái tuần giao dịch cận kề kỳ nghỉ lễ cũng tương đối dài, kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 nhưng nó là nghỉ 5 ngày. Kèm theo đó là tuần sau mình cũng có cái hoạt động cơ cấu của các quỹ. Ngày 28 tháng 4 là hạn chót cơ cấu của các quỹ. Thì do đó cái giai đoạn này nó sẽ tương đối giống với cái giai đoạn mà những cái đợt trước khi nghỉ Tết chị nhớ. Thường trong năm thì mình có cái kỳ nghỉ dài nhất là kỳ nghỉ Tết. Thì thường giai đoạn anh chị thấy thường giai đoạn một cái tuần mà cận kề Tết đó, thì nhà tư họ sẽ khá là thận trọng và họ cũng sẽ rất ngại giao dịch. Do đó thì thường trong cái diễn biến tâm lý mà gọi là thận trọng và e ngại của nhà tư cá nhân á, thì dòng tiền lớn cũng khó phân phối. Cái thứ nhất anh chị xác định cho em, thường những giai đoạn nào mà nhà tư cá nhân càng e dè, càng rụt rè á, thì những giai đoạn đó rất là khó phân phối hàng. Vì mình là thằng sĩ, mình muốn phân phối hàng cho thằng lẻ thì phải có thằng mua và phân phối được nhiều thì mình mới phân phối ra chứ còn mà nhà tư cá nhân không dám mua mình phân phối cho ai mình đâu ai để phân phối hàng đâu nên thường đó là một cái điểm mà mình cần quan tâm ở những giai đoạn mà cần kề kỳ nghỉ lễ á những kỳ nghỉ lễ mà càng dài á, thì họ sẽ càng e ngại thì dòng tiền lớn thì tạo lập họ sẽ càng phân phối hàng do đó thì à, cái thời điểm mà những cái giai đoạn mà nhạy cảm như vậy nó cũng là một cái cái điểm để mình quan mình theo dõi được cái diễn biến của cung cầu một cách nó khách quan hơn thường á có kéo á, thì nhà tôi họ không dám mua mạnh nha anh chị thường những kỳ nghỉ trước những kỳ nghỉ á thì họ sẽ lo ngại rằng ồ ở trong những cái kỳ nghỉ trong ngày nghỉ lễ á, liệu có thông tin xấu gì ra hay không tới 5 ngày lận thì lỡ nó ra thông tin xấu thì mình không bán kịp rồi nói chung là lo ngại yếu tố thông tin là chính thì do đó thì thường có kéo mạnh á thì họ cũng sẽ không dám mua mạnh. Nhưng mà đạp á thì dễ kích bán ra hơn. Nha. Kéo thì không dám mua nhưng mà những cái nhịp đạp á thì nó lại dễ kích bán ra hơn. Dễ kích nhau tôi nhỏ lẻ bán ra hơn vì sao? Vì tâm lý bây giờ là tâm lý muốn bán rồi muốn bán nghỉ lễ này và đang thiếu lý do để bán thôi vì thứ nhất như hay phân tích với anh chị là cái lo ngại đầu tiên á là lo ngại về thông tin cái thứ hai đơn giản là họ lo ngại về lãi margin thôi đặc biệt là những cái ai mà nát họ to một tí họ vay margin nhiều á họ vay công ty chứng khoán nhiều thì trong vòng năm kỳ nghỉ lễ à, năm ngày nghỉ lễ mặc dù là không có giao dịch nhưng mà lãi thì vẫn tính như thường đó lại vẫn tính cho họ có thể là họ bán một phần để họ bớt lãi rồi sau khi nghỉ lễ họ quay lại họ mua sau đấy rồi họ lo ngại là sau sau cái kỳ nghỉ lễ, 3 những tuần một tháng năm của mình thì mình sẽ có cuộc họp của Fed. Đó những cái thông tin trong ngắn hạn nó khiến cho cái tâm lý bán nó dễ được đẩy lên hơn. Là cái tâm lý mua trước lễ. thì do vậy á, trong những cái đợt mà tâm lý nhà đầu tư nhà đầu tư yếu á, thì việc mà thị trường giảm nó không bất ngờ. để tại vì tâm lý đang muốn bán hơn mà, thì nên thị trường mình nó có giảm không bất ngờ. quan trọng là giảm. nhưng sau khi giảm có bật được lên hay không? mới là yếu tố chúng ta cần quan tâm tại vì những cái nhịp bật đó là đến từ dòng tiền tạo lập không phải là dòng tiền cá nhân đàn này cá nhân không dám mua mà thì những cái nhịp mà rung lắc mà đạt mạnh á nếu như độ bật càng cao thì cái khả năng mà thị trường mình đã ổn phía sau nó sẽ càng nhiều chứ còn mà cứ đi ngang không giảm thậm chí cái phiên thứ sáu vừa rồi mặc dù giảm 6 điểm nha nhưng không hề có sự hoảng loạn cũng không xem như là một cái phiên mà giảm như em nói là cho đến thời điểm hiện tại á mình chưa có một nhịp thực sự là cao trào bán xuống chưa có những cái lượng mà số mã giảm sàn tăng nhiều à, thậm chí là hôm thứ sáu rồi nhóm chứng khoán còn tăng khá là tốt nó tạo cho nhà đầu tư một cái sự hy vọng giai đoạn này nhà đầu tư họ vẫn đang còn hy vọng họ vẫn còn có một cái nhìn tin vào thị trường họ vẫn còn neo cái tâm lý rằng à, à, giảm để bật do đó thì đến khi nào mà thực sự là họ thực sự họ thấy hoạn loạn họ thấy là à, e ngại họ thấy sợ thị trường họ mới bán ra thì những thời điểm đó nó mới dễ tạo được đáy anh chị thì như đã đề cập giai đoạn này cho đến thời điểm này, viên đá của mình vẫn chưa xuất hiện một cái nhịp cao trào mang tính rũ bỏ. Và với cái bối cảnh tâm lý, tâm lý là tâm lý yếu, tâm lý muốn bán hơn. Và kỹ thuật thì đang là một cái trạng thái giảm đi ngang. Thì hiện tại, tuần sau, cái áp lực sung lắc nó vẫn sẽ còn nha anh chị. Cái áp lực sung lắc sẽ còn ở tuần sau. Đầu tiên, mình sẽ xác nhận điều đó. Để nếu như nó có chỉnh, mình không có bị bất ngờ. Và khả năng, với bối cảnh hiện tại, khả năng sẽ có nhịp kích thủ 1040 hôm trước mình nói 1 là cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn nhưng mà với cái diễn biến mà thiếu đi cái sự cao trào bán như thời điểm hiện tại một cái diễn biến là giảm mang tính là cưa từ từ giống mà mỗi ngày cắt một khúc mỗi ngày cắt một khúc nó làm cho mọi người cũng đau á nhưng mà không có đau đớn đến mức phải quyết định bán ra Đó tức là cũng đau nhưng mà vẫn vẫn có sự hy vọng vừa 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 thấy tài khoản giảm nhưng mà vừa thấy mình có hy vọng hy vọng vẫn ôm hàng không muốn bán kiểu như vậy thì khả năng khả năng tuần sau vẫn có thể xuất hiện một cái nhịp kích thủ 1040 Thậm chí là trong phiên có thể nó sẽ nhúng về lại qua 1020 luôn Đấy quanh tầm 1020, 1030 là bình thường ở giai đoạn này Đấy nó không bất ngờ Để nó kiểm tra xem cái lượng cung bán thực tế từ nhà nhà tư cá nhân như thế nào Thì những cái nhịp rũ như vậy á Nó mới kích được nhà tư cá nhân bán ra Còn mà trong phiên neo giá thấp nào, Xin lỗi trong phiên neo giá quanh tham chiếu rồi của phiên đạt Như hôm thứ sáu thực ra cũng bán không nhiều Đạt của phiên như vậy bán cũng không nhiều đâu thường trong phiên nó phải có những nhịp kích gọi là hãng loạn các cổ phiếu nó nhảy sàn này nọ ấy, thì nhà tôi không mới sợ, không mới bán ra. nên nếu như tuần sau có những nhịp tích thủ 1040, thậm chí test về lại qua 1020 đến 1030 thì nó không bất ngờ. Thì nó không bất ngờ nha anh chị. À, nếu như xuất hiện những cái nhịp bán như vậy à, mà sau đó nó bật lên khỏe, nó hạng loạn xuống, đây nó ví dụ như những cây này, nó hạng loạn bán xuống, sau đó nó nhanh chóng nó bật lên thì cho thấy á, dòng tiền đã có cái lực cầu từ dòng tiền lớn tại vì cá nhân đoạn này họ không dám mua mạnh đâu chị tâm lý hiện tại cá nhân sẽ không dám mua mạnh nên nếu như những cái những cái nhịp bật như thế này thì nó xuất phát từ lực cầu của dòng tiền lớn đó thì nếu như có lực cầu đó có cái dòng tiền uh, uh, lớn tham gia vào thì cái giai đoạn phía sau cái khả năng phục hồi nó sẽ khả thi hơn và có thể xem như đây là một cái nhịp rũ trong cái sóng tăng đấy còn trường hợp còn trường hợp mà nó tiếp tục đi ngang nó có thể nó không giảm nó không giảm tốc đâu, tuần sau nó lại tiếp tục đi ngang quanh tầm 1040 đến 1050. Nó là tiếp tục một cái thế đi ngang lình xình, nó tạo hy vọng cho nhà đầu tư. Thì 1040 khả năng giai đoạn này chưa thể trở thành một cái vùng cân bằng cho chỉ số, chưa có thể tạo được đáy quanh đây. Đó, nên nếu như mà sang tuần nó đi ngang chuyện mừng mừng. Nó không giảm nhưng mà đi ngang chị cũng đừng mừng, tại vì đó là một tín hiệu cho thấy là vùng này thực sự là cầu vẫn rất là yếu. Vẫn rất là yếu và chưa xuất hiện nhịp kích xuống á. Thì nhà tôi nhận lại họ vẫn đu bám thì nó rất là khó lên Nếu như bật, nếu như đi ngang mà bật á thì nó phải chủ động ít nhất là nó bật được trên 1060 nha chị Nếu như mà xuất hiện nhịp bật á thì nó phải bật được trên 1060 Rồi nó giữ nhịp Còn mà cho dù có bật, ví dù có bật 10, 5, 10 điểm gì đó Mà nó vẫn đi ngang dưới 1060 Thì nó vẫn đánh giá là một cái nhịp đi ngang sau khi gãy thì nếu như mà kịch bản mà bật được về lại trên 1060 á là kịch bản có thể xem như là tích cực trong ngắn hạn thì đối với em kịch bản này nó cũng chỉ mang tính chất là một cái nhịp hồi để test về lại đỉnh trước thôi chứ cũng rất là khó để đi xa hơn rất là khó để đi xa hơn đấy tại vì nó phải test về lại đây xem thử cái lực bán như thế nào nếu hấp thụ ổn rồi mới đi lên tiếp còn trường hợp mà rủ mạnh luôn rủ mạnh để kích nhào tôi cá nhân bán ra để rủ lượng hàng nhỏ lẻ ra thì phía sau có thể là cái nhịp hồi nó mạnh mẽ hơn nên chỉ cần quan tâm ở giai đoạn này, đó là tình huống là tiếp tục đi ngang hay là xuất hiện một nhịp sụt bỏ và nếu như bật thì phải bật về đâu phải bật về trên 1060 thì nó mới có thể tiếp đà nó quay về nó test là đỉnh trước còn mà có bật bật mà bật năm 10 điểm thì nó không có ý nghĩa nhiều giai đoạn này anh chị nó vẫn là một cái vùng đi ngang và sau đó thì rủi ro nó chỉnh tiếp là có nên nếu như nó xuất hiện những cái nhịp bật nhưng mà nó vẫn lên sình dưới 1060 á thì cái việc mình làm á là không phải mua đuổi không phải mua đuổi theo những cái nhịp đó mà là những cái thời điểm mình cơ cấu là danh mục của mình đi làm gọn đi làm càng gọn càng tốt để mình giữ tiền phía sau mình có thể mua được một cái mức giá nó tốt hơn nó tốt hơn anh chị đó còn như em nói nếu như mà nó có chủ động nó bật được về trên 1060 á thì nó cũng mang tính chất là một nhịp test đỉnh thôi tại vì cung chưa được rủ ra cái lượng cung nhỏ lẻ đua bán vẫn chưa được rủ ra thì nó lên trên này nó sẽ tiếp tục gặt cáp được bán trở lại đó là về thị trường ở tuần sau một cái tuần có thể nói là một cái tuần nhạy cảm một tuần cận kề nghỉ, nghỉ lễ một tuần có sự kiện cơ cấu quỹ thì tâm lý nhà tôi họ sẽ tương đối yếu ở những vùng tâm lý tương đối yếu thì mình nó là thời điểm phù hợp để mình quan, quan sát xem cái ý chí của tạo lập cái động lực của dòng tiền lớn nó như thế nào đó là về thị trường chung ha Đấy, bức tranh sau khi mình nhìn được bức tranh lớn mình hiểu được thị trường hiện tại nó vận động thế nào tốt vừa động như thế nào đã xấu thì mình đi qua các cái nhóm ngành mình đi qua các cái cổ phiếu thì mình sẽ chủ động mình mình tự đánh giá được luôn là cổ phiếu nó đang yếu hay nó đang khỏe tại vì ví dụ thị trường mình nó đang xa quay đi ngang xuống mà những cái cổ phiếu của anh chị nó vẫn giữ nền trên hoặc nó đang test đỉnh thì đó rõ ràng là những cái cổ phiếu khỏe rồi thế chưa biết thực sự đã sao nó đi mạnh được hay không mà ít nhất ở giai đoạn này nó vẫn khỏe hơn thị trường rồi à, tiếp theo thì em sẽ đi qua một vài cái nhóm ngành chủ đạo trên thị trường để anh chị mình có thể nắm được cơ bản. còn nếu như mà các cái cổ phiếu anh chị đang quan tâm, à, em chưa đề cập trong video à, thì mình có thể comment bên dưới nha. đây, à, mình cứ comment lại những cái cổ phiếu anh chị đang quan tâm mà em chưa đề cập Bạn trong video á, đây mình cứ comment chat ở dưới đây thì em sẽ rép lại cho anh chị. À, mình có thể tham gia vào cộng đồng tư vấn trong phiên thì mình sẽ tham gia qua cái đường link này hoặc là liên hệ với em qua cái số điện thoại em để dưới phần mô tả nha. À, anh chị đang theo dõi, anh, anh chị đang xem video nếu như thấy video hữu ích thì cho em một like và nhớ đăng ký kênh, đừng quên đăng ký kênh. Đầu tiên mình sẽ đi qua nhóm ngân hàng trước nha anh chị. Cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường và cái vận động của nhóm này chắc chắn á có thể là anh chị nắm cổ phiếu ngân hàng không nhiều nhưng mà cái vận động của ngân hàng nó sẽ có một cái mức độ ảnh hưởng tương đối nhiều lên chỉ số. Rõ ràng giai đoạn vừa rồi chứng khoán tăng tốt, bất động sản tăng tốt nhưng thiếu đi cái lực của nhóm ngân hàng thì thị trường mình nó vẫn là một cái hướng là xoay qua đi xuống thôi. Xoay qua đi ngang và gãy đó. Mình sẽ check qua một vài cái cổ phiếu uh, uh, tiêu biểu ha nha STB. STB nha và thứ nhất và anh cần phải có cái góc nhìn chung ở giai đoạn này đầu tiên á cứ nhìn cho em những cái cổ phiếu nào sau khi gãy á, nó đi ngang thì kết luận của mình là cầu quanh đã yếu và cái rủi ro xuất hiện một nhịp rủ nữa là có thì quay trở lại với con STB hiện tại nó đang rơi về hỗ trợ nha trong ngắn hạn á, cái ngưỡng giá là quan tầm 25 năm 25 25 năm này là cái vùng hỗ trợ ngắn của con STB nhưng mà anh chị thấy đó, là cái lực của cổ phiếu vẫn hơi yếu Cái lực của STB quanh cái ngưỡng 25 năm hay 25, 25 năm này vẫn hơi yếu chị thấy không Sau cái cây rơi ngày 14 tháng 4 thì nó đi ngang Vùng này thì cung đã có dấu hiệu ngừng bán Cung bán không mạnh nhưng mà thiếu cầu Cầu không đẩy giá lên được Cầu không đẩy giá vượt về lại trên 26 Thì nếu như mà nó kéo dài cái trạng thái này lâu Thì có thể nó sẽ có một nhịp rũ về lại Một nhịp rũ về lại quanh cái ngưỡng tầm 24 Đây khả năng sẽ có nhịp rũ về đây Đấy, nếu như mà nó đi ngang quanh đây, cầu vẫn yếu thì cái trạng thái rũ về đây là khá bình thường. Còn S có STB thực ra cái biên dao động chính của nó là quanh cái ngưỡng tầm giá là quanh 24X cho đến 27 nè. Đây là cái ngưỡng dao động chính của nó đạn này, một cái vùng nền trên. Sau khi tăng thì con này vẫn đang giữ nền trên nha anh chị. Nhìn ở góc rộng ra thì sau cái nhịp tăng trước đó thì nó vẫn đang là một cái nền trên. À, và nếu như á, cung ở mươi 27 mạnh quá nó chưa vượt được thì nó sẽ đơn giản nó sẽ bắt về lại. Nó bắt về lại cái biên dưới của nó là quanh tầm 24. Thì đây mới là cái vùng mà khả năng có thể sẽ kích hoạt cầu mạnh hơn của STB. Nên do đó thì giai đoạn này nếu như STB nó chỉnh về quanh 24 ít á không bất ngờ. CTG à, ngân hàng nhà nước thì hiện tại đa phần ở kênh trên nhưng mà cái lực trong ngắn hạn thì thấy rõ ràng nó có dấu hiệu suy yếu và nó cần một cái nhịp chiếc khấu xuống. Nó cần một nhịp chiếc khấu xuống để nó kích hoạt cái lực cầu vào nên nó nói chung là rõ ràng và ST còn CTG lực bán không mạnh nha Lực bán của CTG rất là thấp Cung nó không mạnh Nhưng mà thiếu đi lực cầu vì nhà tư đạn này họ e ngại Họ khá là e ngại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng Đặc biệt là cái tuần mà đã hạn phái sinh tuần vừa rồi á Thì những cái viên trước đó hạn phái sinh thì gần như nhóm ngân hàng đè thị trường gìm thị trường Vì đáo hạn phái sinh nó hơi nghiêng về chiều sọt thì họ ghim họ ghim những cổ phiếu ngân hàng thì quay trở lại với công thương á, thì vùng này cung không mạnh xuyên suốt đoạn vừa rồi cung không mạnh luôn nhưng mà với cái bối cảnh cung không mạnh nhưng mà cầu vẫn không sức không có đủ sức đẩy lên á thì khả năng công thương nó vẫn sẽ có một nhịp rũ về lại quanh tầm 28 nha quanh đây quanh tầm 28 đây là cái vùng mà công thương nó dễ kích thích lực cầu vào hơn thì thêm nhịp này á thì công thương nó nên xuất hiện một nhịp rũ luôn là cái trạng thái mà cố gắng đi ngang qua đây cố gắng đi ngang qua đây cũng không ổn nên công thương á nếu như nó xuất hiện một nhịp rũ về lại quanh 27 năm 28 này thì vùng này là cái vùng mà mình sẽ đánh giá một cách là khách quan luôn mình sẽ đánh giá một cách uh, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến xu hướng tiếp theo của cổ phiếu tại vì quanh đây nếu như cầu đủ mạnh nếu như cầu đủ mạnh thì cổ phiếu nó sẽ bật lên và nó nó có thể là reset phía sau tạo hai đáy và đi lên hoặc là một cái nhịp tích lũy trở lại bật lên sau tích lũy trở lại qua 29 chín đi lên tiếp đó nếu như là giai đoạn này thì công thương nó nên rủ luôn nó nên rủ luôn để cho những ai còn hy vọng ở đây phải bán ra đã Thế còn qua đây bán không mạnh nhưng mà cầu không lên được nhưng mà nó là động lực cổ phiếu là thiếu động lực trong ngắn hạn người cầm hàng không dám mua thêm người đứng ngoài cũng không dám mua vào thì những cái thằng cầm hàng nó chỉ chờ bán thôi giá thì cần những nhịp kích xuống để nó bán ra nó kích thích một cái lực cầu mới tham gia vào thì cổ phiếu nó đi lên tiếp được còn vùng này đi ngang lâu thì nó cũng sẽ gãy thôi do đó thì nếu như mà à, đối với công thương thì khả năng sẽ có nhịp rũ về quanh hai năm hai và vùng này thêm cầu tốt cầu công thương qua đây tốt nha, nó đã test hai nhịp rồi và cầu vẫn đang rất là ổn, nên trước mắt nó sẽ test về đây, về quanh hai bảy năm, hai tám, mình xem cái lực bật như thế nào, nếu như bật ổn á, thì có thể kỳ vọng nó tạo được đáy quanh đây và một lần nữa nó quay về lại trên cái ngưỡng trên 30 mươi, chung cái base của công thương á là quanh tầm 28 x cho đến 30 mươi, x đây là cái base của công thương, nên nếu như mà ai trading ngắn hạn để theo dõi cái cái cái, cái, base, cái base này được, cái vùng đi ngang này được, đấy, đó là công thương, à, công cũng là một cổ phiếu phiếu ngân hàng nhà nước thì đối với việc cân bằng hiện tại tháng sẽ tết đấy đó. mặc dù là sau cái đà gãy từ vùng, vùng giá 93 nó gãy về vùng 87 88 đó, thì nó đã, đã có một trạng thái chững lại chững lại ở đây là bán là ngừng bán rồi bán là ngừng rồi lực bán là ngừng rồi nhưng mà như em nói bán ngừng mà cầu không đẩy lên được và nó đang làm một cái vùng sideways sau khi gãy anh chị cứ nhớ cho em đây quá trình quá trình mà cân bằng của cổ phiếu là đầu tiên rơi đúng không phải ngừng rơi đang ngừng rơi đây là nghĩa là ngừng bán đã nó sẽ có một nhịp chỉnh lại và nếu như vùng này á, mà nó xuất hiện nhịp bật kỹ thuật vì ở những vùng ngừng bán á, thì cung không có nên cầu đẩy vào không cần quá mạnh đâu nhưng mà phải có cầu thì cầu đẩy vào nó sẽ xuất hiện một cái nhịp bật kỹ thuật thường nhịp bật kỹ thuật thì volume nó không cao đâu vì không có cung mà cầu đẩy vào rất là nhỏ cũng giúp cái thị trường là cổ phiếu bật lên rồi sau cái nhịp bật kỹ thuật này là một quá trình reset có thể là tạo hai đáy hoặc là một quá trình đi ngang gì đó và nó xuất hiện một cái phiên xác nhận á, thì mới xem như là tạo đáy thành công thì do đó nói với chị là tạo đáy nó không phải là một phiên nó không phải là một phiên thì quay trở lại đối với Vietcombank nó trong cái đà rơi vừa rồi nó có nhịp trưởng lại nhưng mà nó không bật lên được cầu ở đây nó không có quá khỏe thì khả năng em vẫn view là Vietcombank nó sẽ có nhịp rũ về lại test đáy trước luôn là quanh 85 vùng này thì nó dễ kích cầu hơn nó dễ kích cầu hơn nên trước mắt thì đối với những ai quan tâm Vietcombank thì khả năng nó sẽ chỉnh về đây nha khả năng nó sẽ chỉnh về quanh 85 BIDV BIDV cũng đang là một cái nhịp đi ngang sau khi gãy cái cây ngày 10 tháng 4 thậm chí nó họ gáp đao luôn nha anh chị thậm chí nó hở gáp đao cây này à, và nó đang đi ngang nó đang đi ngang thì hiện tại là cho thấy là cái khả năng mà BIDV chỉnh tiếp là có khả năng chỉnh tiếp là có hầu như vùng này nha các cổ phiếu ngân hàng á, lực bán không mạnh thực sự là chết qua anh chị thấy là lực bán nó không mạnh kể cả ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân nhưng nó thiếu cầu lực cầu họ ngại tham gia ở vùng giá này họ ngại rủi ro thị trường do đó nó phải chiết không một cái đạn tốt hơn để giúp cho dòng tiền nó quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng đa phần ngân hàng thì báo cáo báo cáo kinh doanh quý 1 là tốt nhưng mà giá không chạy được báo cáo tốt giá không chạy được vì một phần là phản ứng trong cái nhịp vừa rồi rồi thường báo cáo ra thì nó cũng không phải là thời điểm cổ phiếu mới bắt đầu chạy anh chị mình hay có cái câu là tin ra là để bán như thị trường á thường báo cáo ra thì tại vì đơn giản anh chị những ai mà làm nội bộ những ai ví dụ nội bộ của doanh nghiệp á thì họ đã biết trước cái số liệu này có thể là tầm nửa tháng đến một tháng rồi khi nó công bố thì họ đã biết trước rồi nên uh, việc mà nó một cái lượng người như vậy họ biết thông tin rồi á thì cái sự lan truyền trên thị trường là nó có cái tin đồn là nó có do đó thì lúc mà tin ra nó không phải là thời điểm mà bất ngờ nó không còn tính bất ngờ nữa và nếu như không còn tính bất ngờ thì rất là khó để kêu giá thế nên nhóm ngân hàng hiện tại đó là do vì sao mọi người hỏi báo cáo tốt mà À, nó không chạy được vì đơn giản là nhóm ngân hàng thì nói chung là từ từ sớm ai cũng đánh giá rằng ngân hàng quý 1 này không tệ rồi Tuy nhiên không có tăng trưởng mạnh nhưng nó không tệ đó thì đối với BIDV thì khả năng sẽ cần có một nhịp chiết khấu về lại quanh tầm 42 43 này khả năng sẽ chiết khấu về đây và cái lực cầu ở đây khá là quan trọng cho quá trình mà cổ phiếu nó có phục hồi về được trên cái vùng 48 một nhịp nữa hay không rồi um, ACB nha hầu như nha hầu như em thấy cổ phiếu ngân hàng đạn này luôn cũng phải 70 80 phần trăm là gãy về đi ngang như ACB thì hôm trước em có một vài anh chị hỏi em mua thì em nói không mua nữa rồi Nó phải xuất hiện nhịp rũ thôi Tại vì vùng này nó nó, nó đi ngang tương đối lâu Nó liên tục xuất hiện những cây rút chân này anh chị Đây nó xuất hiện khá là nhiều cây rút chân qua ngưỡng tầm 25 Rồi sau đó nó tiếp tục nó phủ nhận vào cây ngày 18 tháng 4 Anh chị lưu ý cho em một cái vùng giá mà rút chân liên tục Nhưng cứ bắt lại giá rẻ, bắt lại giá rẻ tức chứng tỏ là nó đã có lực cầu tham gia vào để rút chân rồi nhưng mà cái việc mà liên tục bắt lại giá rẻ như vậy á thì nó để nó cối nó tạo một cái điểm mua giá thấp cho nhà đầu tư nó cho nhà đầu tư một cái niềm tin rằng đây là vùng hỗ trợ tốt cứ rơi về đó là bật thì chắc chắn phía sau nó sẽ có một nhịp rũ ra vì nếu như đây là một vùng hỗ trợ tốt thì nó bật tầm hai nhịp nó lên nó lên đi luôn rồi nó lên tăng luôn rồi còn nếu như nó có về đó rơi bật rẻ rơi bật nó tạo cho nhà một cái nhà đầu tư một cái tâm lý á, thì phía sau nó sẽ chỉnh thôi đó là cho trường hợp ACB thì trước mắt em nghĩ là vùng này chưa ổn đâu cả nó sẽ có nhịp rũ thậm chí là kích thủng luôn cái ngưỡng 24 này để thậm chí kích thủng ngưỡng 24 này tại vì vùng 24 trong ngắn hạn là vùng hỗ trợ thì ai cũng chờ ở đây là vùng hỗ trợ nên có thể sẽ kích thủng luôn để bán bán rồi sau đó nó bật lên được thì mình sẽ xem cái lực của của ACB khi nó kích thủng 24 ha tác công băng Tắc công băng thì xem như là nhịp này là rock fail rồi Trước đó em có nói với chị là Tacombank nó có cái 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 base, cái biên á, cái biên đi ngang của nó là tầm giá quanh 26x cho đến 30x thì em vẫn nói là 30x là vùng chốt bớt rồi. 30x thì vùng đó em vẫn bán chốt bớt chứ không có lương tiếc gì hết. Thì con này cung ở trên nó rất là nhiều. Tacombank công băng nha, cung kẹp hàng ở trên nó rất là nhiều nên mình cũng rất là khó kỳ vọng là một nhịp nó sẽ break lên thành công. Vì trước đó là có nhiều nhịp fail one day rồi và nó cũng hội tụ với đường xu hướng dài nên vùng này khá là khó cho Tacombank công băng. Đó nên với cái nhịp này thì ai chắc chắn sẽ có một cái lượng đua mua quanh tầm 30 với kỳ vọng break thì bây giờ họ đã bị kẹp hàng rồi họ đã bị kẹp hàng trên này nên những cái nhịp phục hồi phía sau thì quanh cái ngưỡng 30 trăm x nó sẽ là một vùng cản rất là mạnh và trong ngắn hạn thì tác công băng một lần nữa lại là gãy và đi ngang lại là gãy và đi ngang thì cái gác này khả năng sẽ lấp lại nha anh chị cái gác quanh tầm 283 của tác công băng khả năng sẽ quay về lấp và nếu như nó lấp lại cái gác này thì nó sẽ ép luôn cái lượng mà mua ở cái phiên hỏi gáp này phải bán ra nên có thể là con tác công băng nó sẽ có một nhịp rũ về lại tầm giá quanh 27x quanh 27x nên ai muốn mua thì cứ chờ thêm không sao đó thì rõ ràng mình đi qua một vài cổ phiếu ngân hàng chủ đạo một vài cổ phiếu ngân hàng tiêu biểu thì mình thấy cái trạng thái ở đây là gì là ngân hàng khả năng sẽ có nhịp chỉnh ngân hàng khả năng sẽ có nhịp chỉnh và nhịp chỉnh này nó cũng không quá tiêu cực nó sẽ phải kích nó mang mục đích là để kích hoạt một cái lực cầu mới để giúp cho cổ phiếu nó có lực nó bật lên chứ hiện tại trong ngắn hạn nhóm ngân hàng đang bị thiếu đi động lực cung và cầu thì hiện tại cầu rất là yếu mặc dù cung ngừng bán nhưng cầu rất là yếu thì nó cần phải tìm kiếm một cái lực cầu mới do đó nhóm ngân hàng nó sẽ cần một cái nhịp chiết khấu tiếp theo là nhóm cổ phiếu chứng khoán chứng khoán thì trong những giai đoạn gần đây nó luôn luôn là cái sự tiêu điểm nó luôn luôn là tiêu điểm của nhà đầu tư vì nó tăng tốt nhà đầu tư thì họ quan tâm một tăng hay giảm thôi còn tăng tốt là sẽ quan tâm nhiều hơn. thấy rõ ràng là em nhận được khá là nhiều câu hỏi của mọi người về cái việc mua dòng cổ phiếu chứng khoán. Trong xuyên suốt 2 tuần vừa rồi, nhóm chứng khoán là cái nhóm mà em được nhận được nhiều câu hỏi nhất cho cái vị thế mua. Vì sao? Vì nó tăng tốt. Vì nó kích thích tâm lý anh chị. Nó chỉnh, hầu như nhóm chứng khoán này nó chỉnh không bao nhiêu hết á. Nó chỉnh rất là ít cổ phiếu cho điểm mua. Do đó thì càng không cho mua, mọi người càng thích mua nó càng không cho mua càng phải thì mọi người càng thích mua à, nhưng anh chị lưu ý cho em á, bắt đầu trong ngắn hạn á, thì nhóm chứng khoán nó có một vài cái lưu ý à, đầu tiên là cái nhóm mà đánh có dấu là đánh vượt đỉnh số 1 nhóm chứng khoán hiện tại thì phân ra à, hai nhóm là một nhóm là không chỉnh bao nhiêu và đang test là đỉnh trước đang cố ý là có đang đang đánh đang đánh là xem thử có vượt đỉnh trước hay không và nhóm số 2 là đang test lại biên dưới nhóm số 1 thì bao gồm một số cổ phiếu tiêu biểu như BSI, con này thì cực kỳ khỏe đạn rồi, hầu như là không chỉnh luôn. Tụ xa thực ra nó là từ cái nhịp tăng nó từ 17 lên giá hiện tại thì không có nhịp chỉnh nào đáng kể cả. Chỉnh rất là ít và hầu như nó chỉ có tăng. Thì đối với con BSI nó đã đánh vượt đỉnh một rồi nha. Đỉnh một của nó là quanh cái mức giá 28 này nè. Và mức giá 28 là đỉnh số 1 của con BSI. Thì đối với những cái con mà đánh vượt đỉnh như thế này và đặc biệt cái cây vượt đỉnh nhồi vuông rất là to thì mình sẽ mọi người đang có hàng á, mọi người rời hết stop loss cho em về ngay đỉnh một. Ví dụ đối với con BSI mọi người nâng cái stop loss lên 27.8 Nâng hết stop lên đây nha Hiện tại thì tất nhiên cái xung lực tăng của cổ phiếu vẫn khỏe thì mình có thể nắm được Vì hiện tại nó tăng như vậy chắc chắn là nó khỏe thị trường rồi Nó khỏe hơn các cổ phiếu trong ngành là điều mình không thể chối cãi Nhưng đối với những cái con mà đánh vượt định như thế này á, Thì chưa xác nhận vượt nha nó vẫn chưa xác nhận vượt thì mình nên nâng cái stop-loss lên Nếu như mà BSI nó quay ngược về dưới ngưỡng 278 á Thì rủi ro nó chỉnh về lại nắc like là có Và nắc like nó là quan tâm giá 25 Thì mình sẽ mất đi lợi nhuận Nên mọi người nên Giá hiện tại thì BSI hầu như không có điểm mua nha Theo phương pháp đánh của em thì BSI hiện tại không có điểm mua Mọi người đang nắm hàng vẫn nắm được Nhưng mà nên nâng cái stop-loss lên của nó là ở mức giá 27.8 Tức là nâng lên cái đỉnh số 1 á vì nếu như nó quay đầu nó nó rơi về dưới đỉnh số 1 thì cho thấy nhịp này là một cái nhịp Fract thất bại, một nhịp vượt thất bại và cố ý đặt tích cho nhỏ lẻ mua trên này. Thì sau khi nó rơi xuống đỉnh 1 thì phía sau nó sẽ chỉnh tương đối. Cái này nó sẽ chỉnh về lại gần nhất là quanh neckline là quanh giá 25. Đó là cho BST. Hoặc là con MBS hôm thứ sáu thì cũng có dấu hiệu là đánh vượt đỉnh. Đỉnh số 1 của nó là quanh đây. Vô rất là to nha, đánh cố ý nhồi vượt đỉnh vô rất là to, đỉnh số 1 của nó là quanh 17. Đây qua 17 là cái đỉnh trước của con MBS và phiên thứ sáu rồi là có dấu hiệu muốn đánh vượt. Em dùng cái từ là chớm vượt nha. Em sẽ không có nói là con MBS đã xác nhận vượt. Mình sẽ dùng cái từ chớm vượt. Đó thì chớm vượt cho con MBS thì mọi người sẽ nâng stop lên. Đối với MBS là ở ngưỡng 17. Vì nếu như mà MBS sau cái cây hôm thứ sáu nhồi vôn to và vượt như vậy mà cổ phiếu nó quay ngược về dưới ngưỡng 17 thì đủ ra nó chỉnh về lại nắc like của nó là quanh 16x, quanh 16 rất là cao. Đấy, nếu như mà con MBS nó mất cái mốc 17 á thì rủi ro nó chỉnh về lại qua 16 khá là cao, tầm đó là tầm phần trăm. Nên chị lưu ý cho em những cái con nào mà đang có dấu hiệu đánh vượt đỉnh thì mọi người nó lại, mọi người nó là mọi người nâng toàn bộ cái stop loss lên cái đỉnh trước. Uh, CTS, CTS chưa, CTS thì chưa vượt và nó cũng có dấu hiệu tạo hai đỉnh nha anh chị. Con này thì nó cũng khỏe nhưng mà nó không nhịp rồi đánh không vượt được. Đây, cái đỉnh số 2 của nó là quanh cái mức giá cái đỉnh nó là quanh mức giá 18 này, đây là nhịp đầu, nhịp 2, bán vận mạnh và để cho nhịp số 2 nhồi vô rất là to nha nhồi vô rất là to cho con CDS nên hiện tại mọi có hàng thì mọi người nâng cái stop loss của nó về lại mức giá 16 thôi nâng stop loss về lại nắc line 16 theo dõi thôi vì nếu như nó mất nó mất 16 á, thì có thể nó sẽ có một nhịp chỉnh về lại quanh tầm giá 15 luôn anh lưu ý cho em rồi con FTS FTS thì cũng đang trên bên quanh đỉnh cái cây hôm thứ sáu là cái cây sau cái cây hôm ngày 18 tháng 4 là cái cây chớm vượt đỉnh và hiện tại nó đang rằng co nó đang rằng co qua cái đỉnh trước là ở cái mốc giá là 28.5 28, .5, 28, 28 .5. thì đối với con FTS á, thì em đã cho khách hàng chốt ha con này thì em sẽ chốt hết quanh 30x luôn vì đạt ta gạch rồi một cái mức lợi nhuận 50 phần là một mức, lợi nhuận quá tốt cho một cái điều đầu tư rất là hiếm rất là hiếm bây giờ đạt rồi mình chốt đã rồi nếu như nó có vòng sau tham gia lại còn đối với những anh chị nào mình muốn gồng thì mình nên rời toàn bộ stop loss về 28 nha mình nên giờ toàn bộ stop loss về 28 tại vì nếu như con FTS mà nó quay đầu về dưới 28 á thì rủi ro cái cây này là một cây crack thất bại một cây rock fail và những ai mua trên này á, thì sẽ bị ép bán ở phía sau khi đó có thể gần nhất nó sẽ chỉnh về tầm 26 đây đạn này thì gần nhất sẽ chỉnh về nắc đối với những cái con mà đang đánh hai đỉnh á, thì nếu như nó mất đỉnh số 1 thì nó sẽ về nắc đây hình dung đây là đỉnh số 1 đang đánh, đang vượt đỉnh số 1 và nếu như anh chị để ý cho em đây là sẽ là cái cái đỉnh một này nếu như nó mất cái mốc này nó mất cái mốc này thì nó sẽ quay về lại nắc line của nó nắc line, hai đáy hai đỉnh hai đỉnh đây đó gần nhất nó sẽ chỉnh về nắc line nên đối với con FTS mọi người nên nâng cái stop loss lên 28 vì nếu như mất 28 thì rủi ro nó chỉnh về lại quanh 26 này rất là cao đấy là cái nhóm thứ nhất là cái nhóm đánh vượt đỉnh nhóm thứ hai là cái nhóm đã quay về lớp gác ngày 3 tháng 4 cái nhóm đang reset lại bên trên thứ nhất là con SSI SSI nó đã quay về nó lấp lại cái gác ngày 3 tháng 4 Chị thấy không? nó có gác 21 năm đến tầm 22 Gác nhỏ thôi không nhiều Nhưng mà xuyên suốt đạn sau nó giữ gác Tuy nhiên cái cây ngày 14 tháng 4 nó đã quay về lấp gác Và hôm thứ sáu là con SSI nó cũng có ra báo cáo tốt Do là một trong những cổ phiếu thuốc dòng tiền nhiều Tuy nhiên cú viên bị chốt ngược Mặc dù vẫn tăng, vẫn tăng trăm Nhưng cây nến này mình không thể kêu là một cây nến đẹp được không thể đang là một cái nến đẹp được nên trong quán hàng thì mọi người đang có hàng con con ssi mọi người nên nâng toàn bộ stop hai nâng toàn bộ stop loss của con ssi lên hai nha tại vì giai đoạn này á thứ nhất là cái việc nó quay về lắp gác nó cũng không phải là cổ phiếu quá khỏe rồi so với fts so với mbs so với bsi uh, uh, nó không phải là cổ phiếu quá khỏe rồi mặc dù nó cũng khỏe hơn cái phần còn lại tuy nhiên thì nhịp này nó đang quay về reset reset là đỉnh trước và biên trên của nền đây là một vùng hỗ trợ mạnh nếu như nó bật không ổn mà nó đi ngang quanh đây thì chỉ cần nó gãy 21 thì rủi ro nó chỉnh về lại cái vùng biên phía dưới 20 rất là cao do đó mọi người nâng cho em toàn bộ stop loss lên đối với dòng đối với cổ phiếu SSI về là 21 còn những cái nhịp đã bật về trên 225 năm là những nhịp mình canh bán nha chủ yếu là mình ăn tới định số 2 mà cái nhịp mình mua quanh 21 đó, để mình ăn tới định số 2 mà hiện tại không mua SSI nữa nha hiện tại mọi người không mua nữa một là mua giá thấp thôi chứ còn bây giờ tạm thời không có điểm mua ngắn hạn nữa nếu như nó có những nhịp trướng về trên 225 năm đó là vị thế để chốt không phải là vị thế để mua đó là cho SSI VCI VCI cũng đang test về lại đỉnh trước này cái cái nhịp này là nhịp test về lại đỉnh trước này test về lại 130x á thì đối với con B con VCI vùng bán của nó kỳ vọng đạn này vẫn là 133x nha ăn test đỉnh thôi ăn test là đỉnh 133x đó là vùng bán còn stop loss của SSI thì mọi người rời toàn bộ cho em về cái mức giá là 30 rời toàn bộ stop loss của của VCI về 30. Vì nếu như nó đã rút chân cái cây này nó bật lên mà một lần nữa nó quay về cái ngưỡng dưới 30 thì nó sẽ có thể nó sẽ chỉnh về dưới đây luôn. Nó chỉnh về quanh 27 28 luôn nên chị chú ý cho em. Rồi VCI. Rồi uh, HCM. HCM thì cản của nó là ở trên này nè, 27X là vùng cản của nó. Và trong ngắn hạn để ý cho em nha, Quanh cái ngưỡng 25 nè Quanh cái ngưỡng 25 thì con HCM nó đã rút chân khá là nhiều nhịp rồi Nó đã rút chân tương đối rồi Một cây nè, phủ nhận Hai cây nè Nên nếu như nhịp này mà con HCM nó tiếp tục quay về mức giá dưới 25 Thì rủ ra nó chỉnh về dưới đây là có Rủi ro nó chỉnh về 24 là có Nó sẽ tìm về vùng cầu quanh đây Và là nó sẽ rủ được cái lượng mua quanh 25 ra Nên trước mắt con HCM mọi người chú ý cho em ngưỡng 25 Nếu như mất ngưỡng này thì khả năng rất là cao Nó sẽ chỉnh về là quanh 24 Chú ý cho em nha SHS SS cũng là cái cổ phiếu đánh vượt nền đó chị Con này thì chạy sâu SHS là cái con chạy sâu so với phần lớn các cổ phiếu còn lại Thì đối với SHS thì mọi người chú ý cho em Cái mốc stop loss của cổ phiếu là 9.5 Nếu như mà con SS đã phủ nhận vùng, vùng 9.5 Tức là nó phủ nhận cái cây tăng vol cao ngày 10 tháng 4 Thì khi đó rồi ra nó chỉnh về lại nền dưới là có rồi ro chỉnh về x là có Nên mọi người nâng toàn bộ stop loss của con SS lên 9.5 nha Còn hiện tại thì lực của nó vẫn khỏe nên follow được Nắm theo, nắm theo dõi được đó, À, còn những cái con nhỏ nhỏ hơn như là ORS cũng là cái kiểu mà đánh vượt đỉnh nè anh chị ORS nó cũng là chung cái nhóm với cái tuổi mà BSI, FTS, MBS rồi đó là cái kiểu đánh vượt đỉnh Nên chú ý cho em mọi người nâng cái stop loss của con ORS lên 12.5 Nếu như ORS sau cái cây hôm thứ sáu mà đánh vượt như vậy mà nó lại quay đầu về dưới 12.5 Thì đủ ra nó chỉnh về lại quanh 11 năm là có nó sẽ về lại nắc like và có thể xem như cây đó là cây cố ý tạo cho nhà lẻ fomo thông tin theo thông tin báo cáo tài chính theo thông tin kế hoạch năm á thì nó cố ý đánh để nó kéo nhà lẻ fomo vào nó phân phối hàng ra thì nếu như nó quay đầu về dưới 12 năm thì nó chỉnh về lại qua 11 năm là có viết viết thì vùng này vẫn đang là trạng thái đi ngang sau khi gãy nha vùng này mình vẫn kết luận là đi ngang sau khi gãy thôi chứ chưa chưa có dấu hiệu gì mới cả thì trước mắt mọi người sẽ có hàng thì nắm cho em theo dõi thôi chứ còn con này không mua nó không có điểm mua và nếu như À, ngắn hạn thì em sẽ hơi nghiêng về tình huống là con vít nó có thể rủ về tầm giá 7 nó có thể rủ về tầm giá 7 nên mọi người có hàng thì tạm thời theo dõi và nâng stop lên cho em 7 năm nâng stop loss đối với con vít lên 7 năm nếu như mất 7 năm thì xác nhận sẽ về 7 nên ai có hàng thì tạm theo dõi thôi chứ còn vùng này không mua đối với vít nha vì trước đó là có dấu hiệu tạo hai đỉnh rồi đây viết trước đó đã có dấu hiệu tạo hai đỉnh quanh tầm giá 84 này anh chị thấy không? Quanh 84 thì nó có gãy một nhịp bull lên rồi là thất bại nên có dấu hiệu hai đỉnh rồi nên mình cũng không có vội vàng đối với viết ở giai đoạn này. Đó là một vài cổ phiếu dòng chứng thì đầu tiên lúc nãy nói về nhóm ngân hàng có rủi ra điều chỉnh và tiếp theo là dòng chứng tiếp tục là có rủi ra điều chỉnh hiện tại nha hai nhóm lớn là ngân hàng và chứng khoán đều đang có rủi ra điều chỉnh thì nó cũng sẽ phù hợp với kịch bản thị trường của mình là kỳ vọng sẽ có một nhịp rũ xuống nên mình cứ theo dõi ha là hôm thứ năm của nó với anh chị là hiện tại dù ra thị trường nó cao hơn cơ hội rồi nên mình hầu như là mình ngừng mua hết ngoại trừ con DGC hôm trước mình mua ở vùng 54 ra thì theo dõi tuần sau không bật ổn thì mình ra luôn vì DGC cũng đã có báo cáo cuối tuần rồi báo cáo tài chính cho quý 1 là không tốt tăng trưởng tăng trưởng âm lợi nhuận thì vẫn dương nhưng mà tăng trưởng tiếp tục âm thì đó là một tín hiệu xem thử là uh, liệu rằng cái nhịp điều chỉnh này nó đã phản ứng báo cáo chưa mình sẽ xem trong cái hạn ngưỡng một xem nó giữ nhịp thế nào ha nếu như có một nhịp kích thủ 51 mà bật lên được thì xem như đã hấp thụ ba cá là chính thì mình vẫn ưu tiên bán giá cao còn trường hợp mà về đây nó đi ngang thì thôi canh hạ nó con DGC là con cuối cùng em mua tuần vừa rồi rồi đó là ngân hàng chứng khoán một vài cổ phiếu bất động sản ha một vài con thôi đất xanh đất xanh thì vùng này hiện tại cái rủi ra đất xanh chỉnh về 12 nha cái rủi ra chỉnh về 11 8 12 mặc dù là bất động sản trong tuần nó có những nhịp bật á nhưng mà nó vẫn con đất xanh nó vẫn không bật được nó duy trì thế đi ngang cái vùng này là vùng hỗ trợ tốt của ngắn hạn nha cái gap cái gap mà mở ra vào ngày 3 tháng 4 á, nó đã lấp lại rồi nó đã lấp lại gap này và đây là một vùng hỗ trợ tốt nhưng nó neo cái thế đi ngang mặc dù không giảm điểm nhưng mà hiện tại cái rủi ro đất xanh nó chỉnh về lại qua 11 8 là cao nha chú ý cho em dg dg thì đang neo giá đang neo giá qua 17 x và một lần nữa mình thấy được rằng cái mức giá qua 18 nó vẫn là một vùng cung khá là mạnh cho con DG Ê, cái vùng này nói trước với chị rồi cái vùng 18 á, hôm trước vẫn kỳ vọng là tích cực thì DG sẽ về 18 thôi còn có muốn đi xa hơn thì nó phải tạo là một cái vùng tích lũy đã chứ còn hiện tại nó không có đủ lực để vượt đâu thì khi mà con DG nó về cận qua 18 thì nó đang có dấu hiệu là chững lại Đấy, đang chững lại Đang chững lại thì vùng này không mua vùng này không có điểm mua DG rồi nha anh chị vùng này không có điểm mua và chú ý cho em là cái vùng mà trước đó mình kỳ vọng cổ phiếu nó sẽ tạo vùng đi ngang là qua 16 đến 18 á thì biên nó còn hơi lỏng nó biên hơi lỏng là sao đánh trần đánh sàn á rất là dễ đánh trần sàn thì mình sẽ theo dõi theo dõi cho em vùng này nó cần phải siết lại cái biên như vậy nó siết lại thì sẽ ổn hơn à, và chú ý cho em về về, về volume thì vùng này có hàng thì giữ thôi chứ còn điểm mua thì không có mua và nó cận 18 có thể người đến việc chốt bớt nha con DG mà cận 18 á, thì mình có thể nghĩ đến việc chốt bớt còn hiện tại thì hầu như nó không có điểm mua đâu một là xuất hiện một cái cây rũ đã Cây rũ xuống đây Vì thực ra những doanh nghiệp bất động sản á, Cái khó của nó vẫn là khó về mặt vốn Nó vẫn khó về mặt vốn Nên cái khả năng mà nó dành tiền để đánh cổ phiếu Mà đánh như giai đoạn 2021 vẫn khó nha anh chị Giai đoạn 2021 là giai đoạn nó khác Giai đoạn nó là giai đoạn bơm tiền Tiền rẻ Và doanh nghiệp thì nó không có gặp vấn đề về dòng vốn Nó không gặp vấn đề về thanh khoản Còn 2022 này 2023 này thì các doanh nghiệp Bất động sản hầu như là gặp khó khăn về dòng vốn Trước mắt thì có gỡ khó thì gỡ khó cho nó trên thị trường thực tế chứ còn mà Để nó lấy dòng tiền nó đánh như 2021 ấy, thì rất là khó Mà nó cũng đi ngược lại với các cái chính sách Đó thì đạn này đưa tiền cho mày làm dự án, mày lại tiếp tục đánh cổ phiếu thì phía sau ai cứu nữa Nó kiểu như vậy nên em vẫn kỳ vọng nó sẽ tích lũy lại thời gian đủ dài rồi nó mới lên tiếp sống nó mạnh hơn Trước mắt là DG theo dõi quanh đây thôi Theo dõi quanh cái ngưỡng stop 16 Stock là 16 Còn uh, cộng 18 thì mình nghĩ đến việc bán Chúng bán đang tạo cái nền lại CO CO thì uh, vùng này không mua nha mọi người Nói chung CO thì nó đã phủ nhận lại cái cây rút chân ngày 11 tháng 4 Nên em view khả năng CO có thể nó sẽ rủ á Khả năng sẽ rủ nên em muốn mua thì chờ nhịp rủ thôi Có hàng thì tạm nắm Giờ toàn bộ slot về 23 Nam Long là cái con mà hôm thứ sáu ra báo cáo á hôm thứ sáu ra báo cáo rất là tốt nhớ là tăng mấy chục lần lận nó bút số liệu à, thì đối với con nam long chị thấy là với cái việc mà báo cáo ra mà tăng một phần trăm thì nó cũng phản ánh rằng là cái nhịp tăng trước đó mà nam long nó khỏe không bất động sản á. cái nhịp này là tăng rất là dốc lên nó cũng đã phản ánh một phần báo cáo tài chính rồi anh chị nên nhớ báo cáo tài chính mà nó đến với anh chị là không phải là thông tin mới người trong nội bộ đã biết rồi có thể là biết trước tầm nửa tháng một tháng luôn nó là bắt đầu tăng từ cái ngày 24 tháng 3 rồi nó tăng từ đó rồi đó, nên đối với nhịp này á, anh chị tuyệt đối né cái việc mà đua theo báo cáo ra nha Báo cáo ra mà đã chạy rồi, anh chị né ra cho em Quan trọng ví dụ như báo cáo lỗ thì mọi người xem thử lỗ nhưng mà cổ phiếu nó có giảm tiếp hay không Đó, rồi báo cáo tăng thì xem thử để mình canh chốt nó sẽ hay hơn là cái việc mình đuổi theo mình mua Vì như em nói, cái thông tin báo cáo là chính nó không phải là một thông tin quá mới để mình mua đuổi Và thường mua đuổi sẽ rất là dễ dính bẫy bull trap Vì nếu như thông tin của con Nam Long à, nội bộ đã biết rồi thì nó sẽ cố ý nó giữ giá cao luôn nếu như mà nó muốn đánh lên á thì nó cố ý nó giữ giá cao luôn để nhỏ lại phải mua giá cao chứ tại sao nó là chiếc khấu một cây ngày 14 tháng 4 cái này hình như giảm gần sàn đó tại tại sao chiếc khấu cái này tại giá rẻ cho nhỏ lẻ mua đó nên chú ý cho em cái thứ sáu không chạy được thì uh, nam long có hàng thì cân nhắc rời toàn bộ stop về mức giá 29 theo dõi thôi còn cái vùng 32 vẫn là vùng cản vùng cung dài còn mua mới thì em nghĩ là nên chờ một nhịp rũ xuống của nam long thôi tôi ra nam long vẫn là một doanh nghiệp bất động sản đánh giá cao về mặt dự án cái đó là mình phải xác nhận nhưng mà giá hiện tại nó cũng không có phù hợp để cho mình mua nữa. Rồi, đây là một vài cổ phiếu bất động sản ha, nó SCR. SCR chú ý cho em nha, cái gáp này hiện tại nó vẫn chưa lấp. cái là gáp ngày 3 tháng 4 vẫn chưa lấp là điểm cộng của con SCR. Nên giờ toàn bộ slot về 7 đi. Nếu như SCR mất giá 7 á thì rủi ro nó quay về nó lấp gác và nó chỉnh về là nền trước của nó quanh 6.5 là có. Nên giờ toàn bộ slot về 7. Ai mua rồi thì nắm thôi, bây giờ không mua nữa nha Hiện tại không mua nữa, không kịp tê đâu Rồi đây là bất động sản à, Thép thì em vẫn view chờ chỉnh nha Thép thì nó vẫn như cũ thôi Em vẫn kỳ vọng là nhịp này sẽ phải chỉnh thôi Vì đi ngang mà lực yếu Đi ngang mà lực yếu đạn vừa rồi Em có nói với anh chị con nam con hai sen thì ngưỡng 15 năm là ngưỡng hỗ trợ mạnh Nhưng mà lực nó rất là yếu nên em vẫn nghiêng mà nó sẽ có một nhịp rũ về qua 14 Chờ thôi à, Nhịp thứ sáu chưa chưa cao trào đâu năm à, nam Kim vậy, năm Kim thì em Nhịp vừa rồi cảnh bán gì rất là nhiều rồi Từ cái ngưỡng giá là quanh 15 Cái gãy 15 thì Nam Kim khả năng chỉnh sẽ mạnh Trước mắt thì em sẽ theo dõi cái nhịp nó chỉnh Với thể về tầm giá quanh 13 năm Nó về là cái cái base dưới của nó Trước đó nó có cái vùng đi ngang thôi Đây là cái vùng quanh base dưới của nó này Đó, trước mắt chỉnh về đây đã Hòa phát, hòa phát chú ý cho em ngưỡng 20 nha Hòa phát thì cái biên dao động chính nó vẫn là quanh 20-22 Nếu như hòa phát mà mất ngưỡng 20 á, Thì áp lực lên dòng thép nó sẽ cực kỳ lớn dầu em cũng view chỉnh tiếp ha chờ chỉnh thôi dầu chờ chỉnh thôi hôm trước nói rồi à, ví dụ như con bvd thì nó test về là cái gáp quanh hai mươi lực bật nó yếu khả năng sẽ có nhịp gãy nếu mà gãy 20 thì ra chỉnh về quanh 19 là có dầu thì không mua nhịp này nữa hầu như thời điểm hiện tại thì không có quá nhiều cổ phiếu để mình mua đâu và nếu như phải xuất hiện một cái nhịp mà rủ cao trào bán tuần sau đó, thì bắt đầu các cổ phiếu nó mới cho mình cơ hội và nếu như nhịp rủ mà xuất hiện như vậy á thì cái khả năng phục hồi phía sau nó sẽ tốt hơn vì nó rủ được cung nhỏ lẻ chứ còn mà cứ kiểu đi ngang cưa như vậy thì nhỏ lẻ hầu như họ mua họ không bán họ nắm hàng hoặc là họ gom thêm rất là khó bán rồi đấy là về thị trường cũng như là một vài nhóm ngành quan trọng để anh chị mình chú ý à, còn à, còn nhịp may dệt may thì TNG và VGT là hai cổ phiếu có khuyến nghị cho anh chị đối với uh, TNG thì vùng chốt kỳ vọng của em nhịp này là quanh 19 năm đến 20 ha À, ngày mai sẽ là cái cây hấp thụ hàng T cộng về thì mình nâng cho em cái stop loss của con TNG về giá vốn đi nâng stop loss về giá vốn 17 năm theo dõi còn hiện tại không mua gì nữa hết DLT không thứ 6 cũng giữ nhịp khá là ổn à, Trước mắt chú ý cho em hai ngưỡng là 123 và 13 133 13, 13 năm hai ngưỡng này có thể chia ra chốt dần để còn không có gì quá xấu cả hiện tại thì những cái cổ phiếu mà nó nằm trong nền nó thì nó vẫn có khả năng thu hút được dòng tiền khi mà dòng tiền nó luôn chuyển liên tục á chỗ nào trụng thì nó đổ vào nhưng mà thường á thì nó là sóng ngắn thôi nó không phải là sóng dài và quan trọng nhất là tiền nó phải trở về lại được những nhóm lớn như là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép thì tiền vào những nhóm đó thì mới dễ kéo thị trường lên được đó là một số cái chia sẻ của em về thị trường tuần mới thì nếu như anh chị thấy cái video bổ ích thì tặng cho em một like tặng cho em một nút đăng ký kênh và anh chị có những cái cổ phiếu nào em chưa đề cập thì comment ở bên dưới để em hỗ trợ ha à, trong phiên mọi người muốn hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu thì có thể tham gia vào cộng đồng tư vấn của em một cái nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí đấy anh chị tham gia vào trong phiên ha đây nhóm này rồi à, chúc cho cả nhà có một tuần giao dịch mới thành công và thuận lợi nha em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ